Mình cũng đã từng đặt câu hỏi đối với cả instructor của Ford là ơ thế bây giờ mà đi đường off-road thì rõ ràng chúng ta nhiều khi hay phải tăng giảm ga phanh nó không đều đúng không? Thì với cái chiếc control này nếu mà để ga tự động nó có đều đều ga như thế thì làm thế nào? Tăng tốc lên. Đi ở trên cát. Ôi giời ơi. Nữa anh, vẫn nữa. Ok ok. Xin kính chào các bạn. Trong video đầu tiên thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về thiết kế, công nghệ và những trang bị của chiếc xe này Ford Ranger Raptor. Còn trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ chi tiết hơn về cảm giác vận hành của em nó xem như thế nào. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thực tế chiếc Ford Ranger Raptor này. Không chia sẻ thêm với mọi người là vừa xong thì mình vừa mới chạy một vòng cùng với anh Tiến Trần, instructor của chương trình, và đã bắt đầu làm quen được với xa hình. Và bây giờ thì mình đang phải đeo một cái mũ bảo hiểm để mình phải chạy ở trên cái cung đường kiểu địa hình mà, nên là phải đảm bảo an toàn. Rồi thì bây giờ thì anh em mình bắt đầu thôi. Ở trên chiếc xe này có một cái mà mình nghĩ là phải nhấn mạnh hơn với mọi người, đó chính là đây là một cái chiếc xe bán tải mang phong cách địa hình, mang phong cách kiểu nó rất là việt dã. Và ở trên chiếc xe này nó khác với cả những chiếc xe bán tải bình thường hay những chiếc xe địa hình bình thường, đó ở chỗ là nó có rất nhiều những cái công nghệ nó hỗ trợ chúng ta. Lấy ví dụ như ngày xưa anh em mình chạy xe, đặc biệt là đối với cả những cái xe bán tải, mình hay phải nhớ là phải gài cầu trước, cầu sau, cầu nhanh, cầu chậm như là đúng không ạ? Nhưng ở trên cái xe này với 7 cái chế độ lái của nó là hầu như là hệ thống máy tính ECU nó đã thiết lập cho chúng ta một cái mức độ tùy chỉnh với từng loại cung đường. Ví dụ như khi bây giờ mình sẽ để ở chế độ Must đi, vì sắp tới là đi vào một cái vũng. Đó, để Must là lập tức chiếc xe nó sẽ chuyển sang chế độ là 4H và khóa vi sai cầu sau luôn, và nó tắt bớt cái hệ thống chống trơn trượt. Để làm gì? Để trong trường hợp mà chiếc xe nó bị sa lầy thì cái bánh của chúng ta nó sẽ không bị ghìm, cái lực truyền thì nó sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi cái vũng nhanh hơn. Tức là đối với cả cái xe này, các bạn có thể hiểu một cách rất đơn giản, đó là các bạn chỉ cần cài cái chế độ lái thôi là hầu như tất cả mọi thiết lập liên quan tới khả năng vận hành là hệ thống máy tính nó đã xử lý cho chúng ta rồi, nó đã can thiệp tùy chỉnh, không cần phải làm cái gì cả, không cần phải nhớ cái gì cả. Đây, ví dụ như đi vào cái đoạn vũng lầy nhá, chậm chậm xuống. Ây chà. Nói chung là qua thì nó không đơn giản thôi. Một cái vũng lầy mình nghĩ đâu đó nó không tầm vào khoảng 25 phân. Thì với cái xe này nó cũng có khoảng sáng gầm vào khoảng cỡ 235mm, và cái góc tới của nó cũng đâu đó vào khoảng 34 độ cho góc tới, còn góc thoát khoảng 25 độ. Nói chung là những con số nó thừa thãi để có thể chinh phục được những cái đoạn đường như vừa rồi. Đó, bây giờ thì mình đi sang cái đoạn đường cát khô, nắng quá. Đất Ninh Thuận cực kỳ đẹp nhưng mà cũng đầy nắng và gió. Cung này là đoạn này là cát này. Bây giờ thì mình sẽ cài cái trail control. Cái trail control này bản chất mọi người có thể dễ hình dung là nó giống như cruise control ga tự động mà chúng ta hay đi ở trên đường off-road bình thường. Nhưng với trail control này thì chúng ta có thể thiết lập được ở giải tốc khoảng từ 2 km/h cho đến dưới 32 km/h, và nó phục vụ cho cái việc đi off-road. Mình cũng đã từng đặt một câu hỏi đối với cả instructor của Ford là ơ thế bây giờ mà đi đường off-road thì rõ ràng chúng ta nhiều khi hay phải tăng giảm ga phanh nó không đều đúng không? Thì với cái trail control này nếu mà để ga tự động nó có đều đều ga như thế thì làm thế nào? Nhưng không nhá, với cái trail control này thì nó can thiệp vào cái hệ thống máy tính của xe, nó kết hợp với cả cái hệ thống như kiểu cân bằng điện tử này, hỗ trợ đổ đèo này, hỗ trợ lên dốc, để làm sao ví dụ như bây giờ mình cài luôn cho mọi người dễ hình dung. Ok này, set một cái tốc độ đi 5 km/h bắt đầu. Rồi 5 km/h, bỏ chân ra khỏi ga phanh này. Các bạn nhìn nhá, ở dưới là chúng ta sẽ có một cái con dốc, và bây giờ trail control nó vẫn đang giữ chiếc xe ở 5 km/h. Đó, nó ghi chiếc xe lại, kết hợp với cả cái hệ thống hỗ trợ đổ đèo ấy. Đó đó đó. Và bây giờ mình sẽ tăng tốc độ lên một tí này, lên 10 km/h. Đó 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 đó, đó. Nôm na là mọi người chỉ việc tập trung vào lái thôi. Đấy, bây giờ cái công nghệ lái xe nó giúp cho cái việc đi không chỉ là on-road của mình mà cái off-road nó cũng đơn giản hơn.
Thì đấy là cái điểm mà mình nghĩ là nó đang giá nhất ở trên chiếc Ford Ranger Raptor này. Công nghệ, đó chính là sự công nghệ, thực sự là như vậy. Rồi, giới thiệu với mọi người, đây là anh Tiến Trần, một tay đua chuyên nghiệp. Và hôm nay anh sẽ là instructor cho hành trình lần này của ekip. Anh ơi, bây giờ... Dạ. Thì bây giờ anh em mình là vừa qua cái đoạn upload đúng không anh? Bây giờ là mình sẽ đi ở cái đoạn đường nó đẹp hơn một tí. Ba ra tốc độ cao. Tốc độ cao. Ok, để em chỉnh lại cái phần tốc độ lái một tí nhá. Ở đây thì mình có thể tắt được cái fuel control. Fuel control tắt đi đúng không anh? Tắt đi. Đây nhá, em sẽ chuyển sang ba ra. Rồi, ok. Ba ra thì nó sẽ có 4x4. Cái này là mặc định em theo hiểu nó đang để bột cầu nhanh. À, hai cầu nhanh đúng không anh? Hai cầu nhanh. Hai cầu nhanh thì tốc độ cao hơn đấy. Chậm hơn rồi, ok. Hôm nay là anh em mình phải nói là đây là đầu tiên em chạy ở trên cái địa hình cát anh ạ. Cát. Và chạy ở trên cát đấy các bạn. Mình đánh giá nó là một trong những cái địa hình phải nói là khó. Không phải là dễ một tí nào đâu. Vì cát mình không thăm được anh nhỉ. Và trên cái xe này như em vừa mới chia sẻ là cái động cơ i4 2.0 tăng áp kép, thì cơ bản mà nói là đi ở trên những cái địa hình như thế này thì nó rất là thoải mái. Mà mặc dù là em đang đi ở những cái gọi là điều khiển về chân ga ấy, nó đang ở mức gọi là vừa phải, tức là nó hơi mớm mớm mà thôi, chứ chưa phải là sâu xa gì đâu. Đó. Tại vì ở cái chế độ Baja thì máy tính cái hệ thống của xe nó đã can thiệp vào động cơ hộp số để nó đưa ra những cái tính toán để chưa đưa cho mình cái gọi là hiệu năng cao nhất cho cái xe của chúng ta. Cái hộp số thì nó sẽ sang số chậm hơn để cho chúng ta có cái lực kéo tốt hơn. Bình thường là cái như cái xe này là hộp số 10 cấp là em đang hình dung là nó sẽ nhả tua rất là nhanh, nó không duy trì tua dài như hộp số ít cấp. À, hóa ra là nó can thiệp luôn vào cả hộp số đúng không anh? Đúng rồi, khi mà vào cái chế độ 3 ga thì nó sẽ là như vậy. Để cho xe chúng ta có cái công suất máy cũng như là cái lực truyền tăng bánh tốt nhất. Đoạn này em tăng tốc được chưa? Được rồi. Ok, thử đấy nhá. Rồi, sôi, được. Nói chung là đối với cả cái động cơ 2.0 tăng áp kép ở trên cái xe này thì nó quá là thoải mái. Ở bên Thái Lan ấy thì nó có cả tùy chọn động cơ V6 cơ. Nhưng ở Việt Nam thì thực sự mà nói, em nghĩ là động cơ i4 2.0 tăng áp này là nó rất là thừa rồi, kể cả anh em đi ở trên cái điều kiện như thế này. Ok, tiếp tục. Này mình có thể tăng tốc lên. Tăng tốc lên. Đi ở trên cát. Ôi giời ơi. Nữa anh, vẫn nữa. Ok. Công nhận là đi ở cái chân cát và cái lúc anh em vừa rồi ấy thì nó lắc ấy, thì em cảm nhận được cái mức độ liên kết của cái khung gầm. Đúng rồi. Chắc body on frame chắc. Với cả không biết anh Tiến có giống em không nhá, em ngồi ở trên này em lái, em đang đi ở trên cái đường phải nói là rất là xấu, nó gập 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 gành liên tục ấy. Nhưng mà cái treo ấy nó không làm cho em cảm giác là bị cục, bị khó chịu. Mà nó vẫn đúng rồi, nó dập nhanh. Đó. Để giữ trong xe chúng ta nó ổn định nhất. Vâng, nó treo nó dập nhanh và mình vẫn được có một cái cảm nhận là phải độ đầm. Đấy các bạn nhá. Đều ga rồi, ok. Ở đây mà đi không đều ga là dễ xoay bánh anh nhỉ? Đúng rồi. Với cái xe này nãy giờ em chạy thì cái mà em nghĩ là nó đem đến cái hiệu quả về cái mức độ cảm nhận em cảm nhất là cái treo vào cái khung gầm. Đúng rồi, thì Raptor ngay là cái phiên bản đầu tiên ngay khi ra mắt thì mọi người đã gọi là rất là ấn tượng về cái khung gầm của Raptor rồi. Đi qua cái những cái gọi là hoàn toàn khác biệt so với các cái dòng bản tải khác. Đúng. Khi vừa đấy em có soi ở cái phần gầm ấy, nhìn mắt thường cũng thấy là cấu tạo là nó cầu kỳ hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Và mọi thứ đó, các cái dao động ấy được trả về rất nhanh, cân bằng lại, ổn định. Và em nghĩ là kết hợp cả với cả cái trọng lượng của cái xe này bản thân nó là một cái xe khá là nặng. Nên là khi anh em chạy đấy, đi gập ghềnh ấy, nó vẫn duy trì được cái mức độ đầm chắc. Khi ngồi trên xe ấy, cảm giác cái xe nó rất là chắc chắn, nó liền lạc, nó không bị kiểu rung lắc hay là nó bị có những cái tiếng động. Nó làm cho mình nó rất bị khó chịu đúng không anh? Đúng rồi, nó cảm giác rất là chắc chắn. Ngồi trên xe ấy, yên tĩnh, không có cái tiếng động gì gọi lạ cả. Nó cứ nghịch ấy, nó liền lạc với nhau.
Thế là có một cái nữa là lái Ranger ấy, từ đời trước hay đời này ấy, nó vẫn duy trì được một cái em nghĩ là ưu điểm, đó chính là cái hệ thống vô lăng trợ lực điện này. Nhẹ nhàng nhưng mà nó không bị hời hợt. Đối với cả đa phần các cái xe bán tải đang bán ra ở Việt Nam ấy, thì là trợ lực dầu, không biết anh Tiến giống em không, nhưng mà em nghĩ là nó chỉ hợp với cả anh em thôi. Còn chị em là nó mệt, thực sự là lái nó mệt. Nặng. Còn cái xe này thì trợ lực điện nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng mà nó vẫn đưa cho chúng ta một cái cảm giác lái tốt hơn so với trên Ranger. Tại vì đây là cái phiên bản gọi là hiệu năng cao. Thì cái độ siết của vô lăng, đúng, cái trợ lực lái nó cho chúng ta cái cảm giác lái chân thực hơn. Chân thực hơn. Nó bám đường và nó cho được cái phản hồi ấy. Cái phản hồi em cảm nhận là nó tốt hơn. Đúng rồi, nó không hời hợt. Nhiều xe ấy, nếu mà trợ lực điện ấy, là nó hay bị hời hợt. Nhưng cái xe này nó vẫn có một cái mức độ đầm và lanh nhá. Gần như đánh đến đâu là các bạn biết đấy này. Ví dụ như này này. Chứ nó không hề có độ dơ. Đấy, nhiều khi ấy, mình nói mọi người có thể không tin, nhưng hôm nay là ngồi cạnh một tay đua chuyên đi ở trên địa hình này, anh Tiến anh chia sẻ thì không thể lệch vào được rồi. Nhìn chung thì với em cái Ford Ranger phiên bản thường hoặc là ở trên Raptor nó đều hướng nhiều tới việc đa dụng, và em nghĩ là nó chứa được nhiều cái thứ liên quan đến công nghệ ở trong này. Nó không đơn thuần, ví dụ ngày xưa em mà nhắc đến bán tải là y như rằng trong đầu mình sẽ thoạt nghĩ là nó thô ráp, nó là một cái xe để chở hàng. Nhưng bây giờ ngay từ cái giao diện, ngay từ những thứ mà chiếc xe này nó được trang bị thì em nghĩ là nó đâu có thua kém gì một cái SUV đâu. Thậm chí là nó còn hơn ấy. Và sau khi kết thúc phần trải nghiệm đối với cả chiếc Ford Ranger Raptor của tôi thì bây giờ anh em mình hãy cùng nhau đi phỏng vấn những người cùng trải nghiệm ngày hôm nay xem họ nghĩ gì về chiếc Ranger Raptor này nhá. Rồi, xin giới thiệu mọi người, đây là anh Hùng Vinh, một chuyên gia trong lĩnh vực ô tô xe máy. Anh Vinh ơi, anh cho em hỏi là sau khi lái chiếc Ranger Raptor xong thì anh có cảm nhận thế nào về chiếc xe này? Mình cảm nhận là cái xe này có thể nói là lái nó thích thú. Tại vì làm sao? Tại vì cái khả năng xử lý cái đường xấu của nó có thể nói là rất là tốt. Lúc nào cũng vẫn lái được cái đường xấu bao nhiêu và mình không cảm giác sóc, cũng như là cái xe nó luôn luôn tiếp xúc với mặt đất, mặc dù là cái nền đường rất là xấu, thì điều đấy dẫn đến là mình vừa lái được mà xe vẫn di chuyển được, vẫn đáp ứng được khi mình đạp ga. Dạ. Thế còn về những cái trang bị hỗ trợ liên quan tới phần off-road và on-road thì anh thấy thế nào? Thực sự là cái trải nghiệm lần này thì nó không quá dài để có thể hiểu được cái tất cả những cái đấy, nhưng mà mình chỉ thử mỗi một cái chế độ là chế độ 3 da thì mình thấy cái chế độ đấy chắc là cũng khá là ấn tượng. Rồi, xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Tiến Trần, một tay đua chuyên nghiệp và instructor của chương trình lần này. Anh Tiến ơi, em muốn hỏi anh một chút liên quan tới cảm nhận của anh về chiếc Ranger Raptor này trên góc nhìn của một tay đua, một dân chuyên nghiệp nhá. Rồi, ok. Thì đầu tiên cảm nhận của mình trên chiếc Raptor này thì về cảm quan bên ngoài thì nhìn nó rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ, hầm hố rồi cái cảm giác nhìn nó rất là lực. Xe Mỹ nhìn bên ngay. Đúng không? Thế mà đó là khi mà mình đã được chạy nó ở trong cái cung đường mà tương tự như cái đường mà mình đã từng đi đua thì cảm giác nó rất là chắc chắn. Nó cho mình một cái cảm giác mà mình khi mà mình vận hành cái xe ấy, nó cảm giác rất là tự tin. Khi mà đi vào những cái khúc cua hoặc những cái đoạn mà cần tăng tốc với một cái tốc độ cao thì nó cho mình cái khả năng có thể xử lý cái xe rất là tốt. Thế nếu mà đặt ở trên một góc độ như anh em mình lái bình thường thuần túy là một người sử dụng thì anh thấy sao về chiếc Ranger Raptor này? Vì là nó vẫn là trên dựa trên một chiếc xe bán tải, vì mình có thể thấy cái tên của nó vẫn là Ranger Raptor, phiên bản Raptor. Thì đối với một chiếc xe bán tải thì các cái tính năng liên quan đến sử dụng ngày thường bình thường thì nó vẫn rất là nhiều luôn, một bầu trời công nghệ luôn. Bầu trời công nghệ, cái này công thì nhận. Đặc biệt là tính năng trail control ở trên Raptor, đặc biệt chỉ có trên Raptor thôi. Ngay cả đến Everest cũng hay là Ranger thì cũng không có cái tính năng này. Nó sẽ giúp cho xe mình có thể vượt qua những cái đường địa hình khó khăn dễ dàng. Một cách dễ dàng.